Tối 18 tháng 11, người thân gia đình xác nhận người con gái cả trong vụ ba cô con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ khiến cả 4 người bị bỏng nặng đã tử vong sau gần 20 ngày điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia. 14 ngày trước, vụ án đã được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hưng Yên khởi tố về tội giết người theo điều 123 Bộ luật hình sự. Hiện chưa ai bị khởi tố bị can. Theo thông tin vụ án, ba người con gái mâu thuẫn với mẹ trong việc chia quyền thừa kế đất. Khoảng 9 giờ rưỡi ngày 30 tháng 10, ba chị em mang can xăng loại 10 lít đến nhà người mẹ, đổ xăng xuống nền nhà gian phòng khách. Lửa bùng lên mạnh khiến cả 4 mẹ con bị thương nặng, tài sản thiệt hại khoảng 50 triệu đồng. Người con trai thứ hai của bà cụ cho biết, từ khi xây nhà mới, chị em trong gia đình bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Cuối năm 2020, người con gái út đã gửi đơn đề nghị Ủy ban Nhân dân xã giải quyết về phân chia thừa kế đất đai, với lý do đất đai bố để lại là tài sản thừa kế của cả ba chị em, nhưng mẹ và anh trai đã sử dụng làm tài sản riêng.